chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Lanai Kiên Giang. Thì ngày hôm nay chính thức Nam đang có mặt tại xã Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Thì cách Nam ở đến cái chỗ mà ông cụ 77 tuổi tiễn vợ chỉ còn có khoảng một cây số. Tại vì khi mà đi vô chỗ ông cụ đó thì nói chung là tới chỗ đó thì trong đó là trong ấp nên là không có nhà nghỉ, nên anh Nam phải ở ngoài này. Và anh em vừa xuống tới thì bây giờ là khoảng 11 giờ cả nhà, nên là Nam làm cái video này hơi muộn đó. Và sáng ngày mai thì Nam chính thức đi vào tận nhà để xác minh cái câu chuyện của ông cụ 77 này, coi như những cái thông tin mà cho rằng cái người mà cùng đồng hành, cho rằng là cái người bạn đồng hành mà nắm tay nhau đi trên chiếc xe tình yêu đi từ Sài Gòn đi về quê, và cái người cô đó lên trên kênh tất cả các kênh anh em mà lên chia sẻ rằng là ông cụ này 77 tuổi này đi lên tiễn vợ và cho rằng là có sổ hồng sổ đỏ, có đất có cát rất là nhiều. Và khi mà cô này đi về tới tận nhà cùng đó thì một ổ bánh mì thì cũng ông cụ cũng kêu tự đi mua ăn, và vé xe thì nành ai nó trả đi về. Và khi mà cô này đi về đến nhà của ông cụ thì nói cho rằng là nhà của ông cụ này không có bếp núc, không có gì hết cả nhà, nên là thật sự là gây cái chuyện này gây tranh cãi cho mọi người, và cũng như là có nhiều người lại mất lòng tin đó. Và về cái câu chuyện xe duyên này thì ngày hôm nay Nam chính thức có mặt tại Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Thì sáng ngày mai Nam sẽ đi sớm đi vào gặp trực tiếp địa chỉ của ông cụ đó, và cũng như là mong muốn gặp ông cụ để trực tiếp đối chất với ông cụ về những cái lời đồn, những cái câu chuyện mà về cho rằng một cái người bạn tình cùng nhau nắm tay nhau trên chiếc xe tình yêu đi về thì nó có thật sự như vậy hay không, và đâu đó có những cái đoạn ghi âm cho rằng là người ở bà con ở xóm Ghiền thì cho rằng cái ông cụ này là nổi tiếng ở giữa cái vùng Sóc Trăng này, Mỹ Xuyên Sóc Trăng này, và cũng như là ở chỗ xã Gia Hòa một đúng rồi đó. Thì Nam đã đến đây vào ban đêm nên bây giờ là Nam chỉ cập nhật cái tình hình khi mà Nam đến đây, thì sáng ngày mai thì những cái tình tiết nó sẽ rõ ràng hơn. Tại vì Nam vừa đến thì Nam rất là trễ rồi, nên là muốn quay cái video để mình cập nhật tin tức cho mọi người. Thì sáng ngày mai Nam vào tận nhà để mà mong muốn gặp trực tiếp ông cụ, đối chất với ông cụ và chia sẻ cho mọi người về cái thông tin, những cái thông tin đó nó có đúng sự thật hay là không. Và cho rằng là ông cụ này ở dưới quê này thì những người phụ nữ mà quá chồng hay là giá chồng, miền Tây gọi là giá chồng, thì ông cụ này cũng đều chọc ghẹo, và con cái thì bỏ mặc nó, ông cụ sống một mình, không nhà cửa thì cũng không có bếp núc, không có gì hết. Nhưng mà ông cụ thì lên trên mạng cho rằng là mình có sổ hồng sổ đỏ và có đất cát đó, đòi cưới với vợ này thì như thế nào đó thì mọi người bữa giờ thì mọi người cũng biết rồi. Nhưng mà cái chuyện ở đây Nam quan tâm nhất không phải là mình cho rằng là người ta muốn đi tìm một nửa của mình là sai, nhưng mà ở cái câu chuyện có nhiều sự gây tranh cãi cho khán giả, cũng như là có nhiều người thì từ cái chỗ đó hay khiến cho người ta mà muốn tìm đến những cái chương trình làm nhịp cầu nối người ta cũng ngại, nên là Nam muốn quyết định xuống đây để tìm hiểu. Tại vì cái câu chuyện của ông cụ 77 này bữa giờ rất là lùm xùm trên mạng, thì từ những cái câu chuyện nó xảy ra rồi cũng không có tiếng nhờ người trong cuộc là chính ông cụ này lên tiếng nói đính chính về cái giải thích những cái việc đó, nên là ngày hôm nay thì Nam xuống đây Nam muốn gặp trực tiếp ông cụ để mà cập nhật trực tiếp chính thức do là nội dung chính xác 100% về ông cụ này để chia sẻ cho quý vị khán giả có đúng những cái lời đồn và những cái đoạn ghi âm
cho rằng là ông cụ này, người hay những người hàng xóm, rồi những cái cô bạn tình mà cùng nhau lên chiếc xe đò đi về cùng Sóc Trăng luôn. Thì thật sự Nam đến Sóc Trăng rồi nên là Nam cũng rất là mong muốn trong cái video này có thể lan tỏa được đến cái người cô đó, cái người cô mà cùng đồng hành về với ông cụ, là cô ở khu vực nào ở Sóc Trăng, cho con xin cái địa chỉ, con sẽ qua tới nhà cô để con sẽ ghi hình chia sẻ, cô chia sẻ về cái khi mà cô gặp cái ông cụ đó đến cái nhà như thế nào đó. Thì Nam cũng muốn gặp được cái cô đó luôn đó, thì Nam muốn làm cái câu chuyện cho nó đâu đó nó rõ ràng. Nhiều khi cái ông cụ lớn tuổi mà chưa biết được thật hư cái câu chuyện nó như thế nào, nên là nghe qua những cái thông tin thì có mọi người cho rằng là ông cụ này lừa gạt, hay là nói chung là đủ thứ hết trơn đó. Nên là thành ra từ đó khiến cho những cái chương trình làm Nhịp Cầu Nói nó mất cái lòng tin đi. Nên là thành ra là muốn gặp trực tiếp, Nam muốn đi tìm hiểu những cái câu chuyện này để cho nó sáng tỏ thật sự ông cụ này có như là những cái gì mà người ta đồn thổi hay không, hay là ông cụ này lại bị quan, bị người ta thấy khi đăng lên mạng rồi như vậy. Thì khi mà đưa lên mạng thì nó sẽ có hai luồng trái chiều, một là người ta ủng hộ, hai là người ta không ủng hộ, thì từ đó xảy ra sự tranh cãi. Nên là Nam cũng không phải là đi mà bươi móc câu chuyện của ông cụ lên, nhưng mà cũng muốn đi tìm hiểu cho quý vị khán giả biết, một là ông cụ sai, hai là ông cụ bị quan. Đó là những điều mà Nam muốn chia sẻ, và cũng như là lý do Nam đi xuống tới đây để mục đích tìm gặp được ông cụ 77 để mà đi tiễn vợ. Và Nam xuống mục đích là Nam sẽ xuống gặp được cái nhà, xem được cái nhà coi như thế nào, đúng như những gì ông cụ nói hay không, và đúng những gì mà mọi người, những cái cô hàng xóm hay những chú hàng xóm, những người gần ở khu vực Mỹ Xuyên này đó, ngay chỗ chú ở, chia sẻ trên mạng thì nó có đúng thật sự thật hư cái câu chuyện nó như thế nào. Thì sáng ngày mai Nam sẽ vào đó ghi hình thì nó sẽ rõ. Tại vì bây giờ anh em Nam xuống đây, bây giờ hiện tại Nam đang làm cái video clip này là cũng 11 giờ đêm, nên là ghé nhà nghỉ, anh em nghỉ, và sáng ngày mai thì Nam sẽ vào đó sớm, mong muốn rằng là ngày mai sẽ đủ duyên để gặp được ông cụ. Và nếu không gặp thì Nam cũng có thể hỏi phỏng vấn những bà con xung quanh ở cái địa chỉ của ông cụ, để cho mọi người biết rằng, tại vì Nam cũng đang rất là tò mò, là không biết là cái ông cụ này nói đúng hay là nói sai sự thật, để lên đó để lấy lòng những cái bà cô, hay là để mình muốn được một cưới một người vợ nên mình lên mình nói như vậy, mình có nhà có cửa để mình kiếm được vợ chẹp, vợ đẹp vợ xinh đó. Nên là thật ra cái câu chuyện nó cũng rất là mông lung. Qua những gì mọi người nói, mọi người phán xét trên mạng, nên là nhiều khi á, có thể đó là không phải là ông cụ bị những gì giống như những gì mọi người đang nghe trên mạng thì khiến cho tội cho ông cụ. Còn mà thực sự đúng như vậy thì anh em Nam sẽ có làm sao, sẽ ghi hình như vậy để chia sẻ cho quý vị khán giả. Nên là mong cô chú anh chị ủng hộ anh em Nam. Sáng ngày mai, là trong vòng ngày mai, anh em Nam sẽ trực tiếp vào đó để mà tận ghi hình và đối chất trực tiếp, xác nhận cái thông tin đó với ông cụ 77 tiễn vợ và có nhiều sự tranh cãi, khiến cho mọi người, và cũng như là Nam nhận được rất là nhiều cái comment của cô chú anh chị là kêu Nam là đi xuống đây để mà xác minh thử đúng những cái câu gì mà như là cái người bạn đồng hành cùng đi về nói là nhà không có bếp núc, rồi không có con cái, không bỏ mặc, không quan tâm, rồi về đây thì ông này ông ở xung quanh đây thì những người phụ nữ giá chồng ế chồng gì đó là ổng chọc ổng ghẹo đó. Thì ngày mai là sẽ có câu trả lời cho quý vị khán giả.
Thì thôi, bây giờ cũng khuya rồi, Nam cũng muốn cập nhật cái thông tin ngắn thôi. Có gì thì Nam rất là mong quý vị khán giả đón theo dõi cái video ngày mai. Nam đến nhà ông cụ và cập nhật cái tình tiết liên tục trong ngày mai cho cả nhà xem nha. Thì những cái tình tiết Nam đi vào đó như thế nào thì Nam sẽ chia sẻ cho cái video vào ngày mai. Và bây giờ thì Nam xin kết thúc video thôi. Cô chú anh chị thấy hay cho Nam một like và đăng ký kênh để ủng hộ Nam có động lực ra những video mới. Bye bye mọi người, bye bye.